Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Team Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Chào mọi người, những người đang quan tâm đến vụ việc cậu bé lớp 1 bị bỏ quên trên chiếc xe đưa rước của trường Gateway. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng cũng như một thông báo nào đó mới nhất từ trường Gateway. Liệu rằng vụ việc này có phức tạp tới mức mà cơ quan chức năng cần rất nhiều thời gian mà vẫn chưa kết luận được? Chúng ta không chỉ nghi ngờ về cái chết của bé Long mà chúng ta còn nghi ngờ cả tính minh bạch của quá trình điều tra. Tại sao Thi lại nói như vậy? Sau đây thì sẽ tổng hợp lại tất cả những uẩn khúc mà Thi cảm thấy khó hiểu trong vụ việc này. Thứ nhất là xác định liệu bé có ngủ quên hay không. Theo như lời của cậu bé nói thì nhà của cậu tới trường chỉ khoảng từ 2 đến 3 km thôi, rất là ngắn. Cộng với lời của cô Quy là người đưa rước không biết thật hay giả nhưng nói rằng sau khi rước bé Long thì còn đi rước thêm hai bé nữa. Nhưng mà Thi nghĩ hai bé còn lại cũng sẽ không quá xa đâu, bởi vì sau khi đã rước gần đến trường rồi không ai lại quay đầu xe lại nữa đúng không? Vì vậy thời gian mà bé Long lên xe cho tới lúc tới cổng trường thì rất là ngắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, nếu như bé Long có thực sự ngủ trên xe thì cũng không đến mức say sưa. Giả sử như trường hợp này xảy ra, bé Long thật sự ngủ say trên xe và không xuống, thì chúng ta lại chú ý đến điểm thứ hai. Đó là thời điểm các em xuống khỏi xe. Trường Gateway chắc chắn rồi sẽ có rất nhiều camera tại rất nhiều vị trí, từ cổng trường, hành lang, lớp học, phòng y tế, phòng ăn. Thế nhưng chúng ta chưa được xem bất kỳ đoạn camera nào, ngoài đoạn camera có một người bế bé Long từ trên xe xuống. Và có những thắc mắc là tại sao chúng ta có camera quay thời điểm mà xe tới đón học sinh? Vậy sao không đưa luôn đoạn trích camera thời điểm mà xe này trả học sinh vào buổi sáng để xem là bé Long có xuống khỏi xe hay không? Thì lúc này Thi lại thấy một thông tin đó là xe dừng tại cổng phụ. À, cổng phụ này có camera hay không? Bởi vì họ không tiết lộ. Chúng ta quan sát những hình ảnh sau này được phóng viên đưa lên thì những ngày sau chúng ta có thể thấy là xe đưa rước và trả học sinh toàn ở cổng chính không? Tại vì ở vị trí này có quẹt thẻ ra vào. Theo như phóng viên quan sát thì mỗi xe đưa rước có tới 4 giám sát và 1 giáo viên. Như vậy thì khó lòng nào mà có thể để lọt học sinh, bởi vì trong quá trình bàn giao có cả ký biên bản. Mà các em học sinh lúc đi vào cổng thì lại xếp thành một hàng, có nghĩa là mỗi bé sẽ đi vào lần lượt. Vì vậy có thể nói đây là một điểm rất bất thường. Và chúng ta để ý là trong gần 10 ngày qua thì tất cả các nhân chứng có mặt tại thời điểm trước sau khi trả học sinh hay là khi phát hiện ra bé Long hầu như đều không có ai lên tiếng ngoại trừ mình bà Quy. Chỉ lời nói từ một mình bà Quy thì chúng ta không biết nó thật giả bởi vì không thể nào đối chiếu được với nhân chứng khác. Và thời điểm phát hiện ra bé Long, đây là một đống những mâu thuẫn. Từ hình ảnh camera chiết xuất chúng ta thấy là người của bé Long khi được ẵm vào đã cứng đơ như một khúc củi, có nghĩa là bé Long đã chết rất lâu khác với những gì mà nhà trường trình bày. Và điểm mấu chốt mà chúng ta quan tâm ở đây không phải là lời nói dối nhà trường chỗ này, mà chính là vị trí nằm của bé Long. Bé nằm trên sàn, nằm ngửa, thẳng chân, duỗi tay, ngay sau ghế lái của tài xế. Trong khi buổi sáng thì bé nằm tại vị trí là ghế thứ hai tính từ dưới lên, có nghĩa là bé có thay đổi vị trí. Như vậy thì nếu như trường hợp bé thực sự bị bỏ quên trên xe thì việc thay đổi vị trí này chứng tỏ là bé đã tỉnh dậy và tìm cách kêu cứu. Vậy thì tại sao xe được đặt một nơi có rất nhiều sinh viên đang học gần đó và có rất nhiều người qua lại nhưng lại không hề nghe bất kỳ tiếng kêu cứu hay là tiếng động nào phát ra từ chiếc xe này? Còn nếu như bé Long ngủ quên mà xỉu lên trên xe thì không thể nào di chuyển từ dưới lên trên. Còn nếu xe di chuyển mà làm cho thi thể của bé Long lăn lên trên thì chắc chắn tài xế phải nghe thấy tiếng động. Ấy thế nhưng không, tài xế không hề phát hiện ra bé Long mặc dù bé rất lớn và nằm chênh anh ngay phía sau ghế lái của mình. Và đây cũng chính là một điểm bất thường mà người ta nghi vấn bác tài xế này. À, còn một điểm nữa mà các bạn có chú ý không, đó là khi phát hiện ra thi thể của Long thì đôi giày bé đi đã không còn nằm trong chân. Chi tiết này làm mình suy nghĩ giống như là bé gặp một sự cố nào đó và người ta đã sơ cứu cho bé nên đã lột giày của bé ra. Chứ còn nếu bình thường ngủ dậy mà phát hiện ra bị mắc kẹt trên xe thì lột giày ra để làm gì? Và chính thế nằm duỗi thẳng ngay ngắn này của bé cũng lại là một uẩn khúc. Bởi vì nếu như một người thực sự bị nhốt trong xe với cái nóng lên cao thì sẽ bị sốc nhiệt, cơ thể sẽ co giật, sau đó thì bị xỉu dần. Như vậy thì tư thế nằm thẳng rất là khó. Và có một điểm,
cực kỳ uẩn khúc, và cái này chính là bất lợi lớn cho nhà trường. Đó là chiếc áo của bé Long. Không hiểu sao buổi sáng bé đi học mặc áo màu đỏ, nhưng khi phát hiện bé chết thì lại mặc áo màu xám trắng. Cái này thể hiện trong đoạn trích camera tại cổng trường. Đầu tiên khi đoạn camera này được tung ra và những uẩn khúc này được thắc mắc, thì suy nghĩ là chắc hẳn có một nhân viên nào đó đã vô tình tung đoạn camera này khi mà nhà trường chưa kịp chỉ đạo là ém mọi chuyện xuống. Thế nhưng sau nhiều ngày phân tích thì Thi lại thấy mình sai rồi, mà là cố tình tung đoạn camera này ra. Đó sẽ là một bằng chứng cho việc bé Long thực sự bị bỏ quên trên xe và được phát hiện khi người ta mở cửa xe ra. Nhưng một sơ suất cực kỳ lớn mà nhà trường không thể nào lường trước, đó là chiếc áo. Vì sao họ không nghĩ đến điều này? Tại vì hôm đó cả lớp đều mặc áo trắng xám. Theo như những gì mà gia đình của nạn nhân kể lại rằng, ngày hôm đó thì xem lịch thì dì của bé thấy là hôm nay mặc áo màu trắng. Tuy nhiên thì bé Long cứ khăng khăng mà đòi mặc áo màu đỏ. Cho nên gia đình chịu ý và cho bé mặc áo màu đỏ, tuy nhiên thì đưa theo chiếc áo màu trắng phòng ngừa trường hợp mà trên lớp các bạn mặc áo màu trắng thì đem ra thay. Và không ngờ chi tiết này đã trở thành một bằng chứng sắt thép khơi gợi cho người ta về những uẩn khúc xung quanh cái chết của bé Long. Vậy là nếu như bé thực sự vào lớp có tham gia buổi học, thì sẽ có những dấu vết ở trong sách vở, đồ đạc trong cặp được xáo trộn, hay là bình nước của bé đã bị uống vơi đi, v.v. Tuy nhiên đến giờ thì ngoài cơ quan điều tra ra thì không ai xác minh được cái này. Gia đình nạn nhân cho biết là ngoài cái áo trắng gia đình được nhận lại, thì áo đỏ, cặp trách, ba lô, chai nước, tất cả đều được cơ quan điều tra giữ. Tất cả quần áo đồ dùng của bé được tìm thấy ở đâu, ai là người tìm thấy nó, tất cả đều không được nói ra. Hay như những mẩu giấy có thấm máu trong phòng y tế là của ai, cũng không ai nói ra. Quả thật vụ này phân tích sơ sơ thì có quá nhiều uẩn khúc, nhưng mà chúng ta đáng chú ý là những uẩn khúc này rất dễ để giải đáp. Vậy mà tại sao cơ quan chức năng tới tận bây giờ vẫn không thể đưa ra được kết luận? Nếu như được phép điều tra vụ này, chúng ta chỉ cần yêu cầu một vài điều sau. Thứ nhất, hãy nói với nhà trường, cho chúng tôi xem camera của cổng, của lớp, của hành lang, của nhà ăn, của khu khám y tế, v.v. và tất cả những nơi liên quan đến học sinh cháu Long sẽ bị soi trong ngày xảy ra vụ việc. Thứ hai nữa, hãy nói đi, mẫu máu trong phòng khám y tế là của ai, có phải của cháu Long hay không? Nếu là của Long thì máu đó từ đâu ra? Thứ ba, hãy cho chúng tôi kiểm tra tin nhắn nội dung cuộc gọi, lái xe, cô giáo chủ nhiệm, chủ tịch trường, cô đón học sinh trong vòng 24 giờ kể từ khi đón cháu Long. Hãy cho chúng tôi biết được kết quả kiểm tra mẫu thức ăn trong dạ dày của cháu để biết được chính xác giờ cháu tử vong. Và cuối cùng là chúng ta có thể tách toàn bộ học sinh lớp của cháu dưới sự giám hộ của bố mẹ, luật sư, nói chuyện nghe các cháu kể về ngày hôm đó như thế nào. Chỉ cần nhiêu đó thôi thì cũng đủ ra rồi. Tại sao lại khó khăn trong điều tra như vậy? Hay là chính bên điều tra lại đang tự gây khó khăn cho mình? Vậy thì tại sao? Tại sao bên điều tra lại phải tự gây khó khăn, lại phải lo lắng khi phải thông báo ra sự thật? Điều này liệu có liên quan gì đến việc có bốn nhân vật cực kỳ tai to mặt lớn đứng đằng sau trường Gateway hay không? Tất cả chúng ta đều đang rất thắc mắc và muốn có câu trả lời. Họ đang nhấn chìm vụ này xuống. Thậm chí trên báo pháp luật vừa có một bài viết với tiêu đề đưa tin quá nhiều về vụ việc này sẽ gây hoang mang cho học sinh và phụ huynh. Nghe chẳng thể lọt tai tí nào. Không có được câu trả lời chính xác cho những uẩn khúc xung quanh cái chết của bé Long mới thực sự gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh. Đừng kiểu một tay che trời như vậy chứ. Mọi người ơi, hãy vì chính con em của chúng ta, đừng để vụ này chìm xuồng nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhắn tin vào đây để chúng ta xem thêm những video khác. Quý vị và các bạn nếu chưa đăng ký nhắn tin thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.